Thế nhìn này. Trời ơi, nhiều chị với bạn Du có thể ăn hết được cái chỗ này không? Nhiều quá. Em nhìn này. Đó. Rất nhiều các cháu. Và chị thả nốt hạt quả này vào nhá. Trời ơi, chị không thể tưởng tượng được. Chị và bạn Su ngày hè, hôm nay nghỉ hè, nhà lên chị với bạn Su đã làm. Trời, kem như này, bạn Su của chúng ta đã ăn rồi. Xin tất cả các bạn, hôm nay các bạn hãy làm trà chữa sưng chân châu khủng lồ với mình nhé. Em nhiều đấy, nhiều nhưng mà lúc nào cũng chanh thế các em ạ. Các em ơi, hôm nay chị sẽ làm một món đấy là trà sữa chân châu dưa hấu. Và các em ơi, chân châu của chị hôm nay sẽ không như chân châu bình thường đâu nha các em. Các em nhìn nè. Đó, các em đã bao giờ ăn một hạt chân châu nó to như thế này chưa? Các em ơi, đây chính là dưa hấu. Cái lõi của dưa hấu là chị ép ra lấy nước và chị nấu với thạch đấy. Đây là chân châu dưa hấu hoặc là bằng thạch đấy các em. Và nếu mà để mà làm được những cái hạt chân châu to như thế này thì chúng ta sẽ không thể thiếu được những dụng cụ. Các em ơi, đây chính là cái hình tròn này. Đấy, em nhìn thấy không? Rất là to đúng không? Và chị cho vào đây và chị để trong tủ lạnh. Thế là nó sẽ đông thành hạt chân châu của chúng ta đấy. Su thấy thế nào, hạt chân châu thế nào? Thế em đã dọn ăn hạt chân châu to như thế chưa? Em chưa bao giờ, em chỉ nhìn thấy chị làm một lần. Thế hạt chân châu bình thường của chúng ta bằng đâu nhỉ em nhỉ? Bằng này, bằng thế này thôi nhá các em nhé. Bằng này hạt chân châu của chị to như thế. Và bây giờ chị và Su trước tiên là phải làm một cái bát để chúng ta đục cho chân châu vào nhá. Bây giờ chị và Su sẽ xử lý quả dưa hấu được nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải bét lõi này ra nhá. Wow, em ăn không giỏi. Thưa cho ra bát ô tô này. Wow. Đấy. Bạn Su cứ làm, còn chị thì cứ ăn. Ngon quá. Không ngọt không ạ? Không được. Ngọt, quá ngọt luôn. Chị thấy quả này rất là ngọt rồi. Su ơi, để đấy đi. Rồi. Anh quay ơi, anh bỏ giúp ra cho bọn em nhá. Ok. Nhờ anh quay vậy. Dạ, anh bỏ giúp ra cho bọn em. Wow. Anh ơi, các em nhìn này. Nếu mà chúng ta có một chiếc bát to như thế này để ăn thì hôm nay hai chị em chị sẽ phải ăn hết một bát ô tô này không? Và bây giờ các em ơi, để mà chúng ta có thể làm được trà sữa chân châu thì chúng ta không thể thiếu được trà nhé. Chị sẽ cho một gói trà vào đây. Thì là sẽ có vị của chân châu. Nó sẽ có vị của trà đấy các em. Các em có thể dùng trà nhúng, trà nào cũng được nhé. Nhà chị có trà này nên chị dùng luôn trà này. Và chúng ta không thể thiếu nước nóng rồi đúng không? Để cho nó thôi trà ra. Đó, các em nhìn đấy. Các em ơi, khi mà chúng ta nhúng trà thì nhờ đến ba mẹ nhé các em nhé. Không có thể nó sẽ bị bỏng. Các em ơi, còn hạt chân châu này thì các em biết rồi đấy. Chị đã bảo rồi, chị lấy nước chân châu ép. Chân châu thì chị lấy nước dưa ép. Bởi vì chị muốn màu tự nhiên của dưa luôn. Nên là chị ép ra chị lấy nước. Và sau đấy chị cho bột rau câu vào để chị nấu lên. Nhưng các em ơi, chị lưu ý một điều này nhá. Nếu như các em muốn làm những hạt chân châu mà nó rắn như thế này. Đấy, các em nhìn này, nó rất là rắn, nó rất là dai. Thì các em phải cho, ví dụ như là một gói chân châu bình thường mình sẽ cho với nửa lít nước. Nhưng mà chân châu này của chị sẽ không cho nửa lít đâu, mà chị cho khoảng 2 hoặc đến 300 gram nước, ml nước thôi. Thì hạt của chúng ta nó sẽ rắn như thế này và nó sẽ rất là ngon. Đó, các em nhìn thấy không? Chị phải làm mất 2 mẻ đấy. Bởi vì mỗi cái khuôn của chị thì chỉ được có 4 hạt chân châu thôi. Chị đặt 2 mẻ, em nhìn này. Đã bao giờ các em thấy một hạt chân châu như này không? Wow, như viên hồng ngọc luôn. Đây, chúng ta sẽ đổ sữa này trước trong lúc chờ trà nhé. Các em ơi, còn về trà sữa chân châu thì tùy các em nhé. Các em thích uống ngọt thì các em cho ngọt, còn các em thích uống nhạt thì cho nhạt. Nhưng bạn cha, hai chúng ta đều chị thích nhạt, còn em thích ngọt thì làm sao? Đó, đầu tiên chị đổ một hộp sữa vào chưa? Em bảo là chị thích nhạt, còn em thích ngọt thì làm sao bây giờ? Thì hôm nay chị sẽ ăn theo em vậy. Em thích ăn ngọt. Chị sẽ cho em ngọt. Trà sữa chân châu thì đúng ra là phải ngọt đúng không các em ạ? Và phải cho ít đá nữa. Nhưng bạn Su của chúng ta thì còn bé nên là mùa này rất là dễ bị ho nên chị sẽ không cho đá đâu. Các em nhìn này. Wow. Lại nhiều, rất nhiều sữa đấy chứ. Chị nghĩ là ít thôi em, bởi vì tí hạt chân châu thả vào nó sẽ nổi lên đấy. Đó. Khoan, từ từ.
chị quay phấn phía đằng này ra cho các bạn xem, bởi vì phía đằng này có cảm giác như là nó bị nghiêng ra ngoài nhiều hơn đấy. Wow, bây giờ chị sẽ cho trà nhúng vào nhá. Đây, chúng ta sẽ cho rác vào đây chứ sao. Đó, chị sẽ cho trà nhúng vào đây. Đây, nhìn thấy không? Bây giờ chị sẽ đổ trà vào nhé. Đây, sẽ màu của trà luôn. Ơ, thành màu của trà sữa luôn này. Chị sẽ thêm xem nào. Hơi nhạt đúng thật. Bây giờ chị sẽ cho thêm sữa ông thọ nhá. Đảm bảo sẽ ngon luôn. Ngon không? Nhiều nhiều hơn một tí nữa. Và chung của chúng ta lúc nào cũng thích đồ ngọt em ạ. Đấy, ôi, hơi nhiều rồi. Chị sẽ cho một thìa. Hai thìa đi. Không được em, vì ngọt quá không ăn được đâu. Mà các em ơi, ăn ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu nha. Chúng ta chỉ ăn đủ vừa phải thôi. Mời nha. Biết biết là còn đòi ăn nhiều à? Ngon như này vừa đấy. Vừa chưa? Rất vừa, là chị thử xem. Đây, cho em một thìa này, đầy sữa ông thọ. Chị sẽ nếm thử nhé. Mắt chuẩn luôn, giống hệt trà sữa luôn. Bởi vì là chị chỉ cho một gói trà thôi, những em nào mà thích đậm vị trà hơn thì các em cho hai gói nhé. Bây giờ các em nhìn này, chị sẽ cho những hai chân trâu của chúng ta vào. Xu để chị cho nhé. Và chúng ta sẽ có một bát chân trâu. Đẹp quá. Ôi trời, có ai mong chúng ta nhở? Liệu có bạn nào vừa mong chưa? Các em ơi, hai bé đẹp chưa? Chìm hết xuống luôn ý. Thế nên là chị phải mua một cái quả dưa thật to mà. Em nhìn này. Trời ơi, nhiều chị với bạn Du có thể ăn hết được cái chỗ này không? Nhiều quả. Em nhìn này. Đó. Rất nhiều quả. Và chị thả nốt hạt quả này vào nhá. Chị và bạn Su ngày hè hôm nay nghỉ hè nhà lên chị với bạn Su đã làm. Trời, kem như này, bạn Su của chúng ta đã ăn rồi, ngon không? Ngon. Đấy. Wow, các em ơi, bạn Su của chúng ta vừa đã thử và đến nước chị nhá. Các em ơi, để chị ăn thử xong rồi chị sẽ cho các em cảm nhận nhá. Hạt chân trâu rất là ngon các em. Chị xin lỗi, chị sẽ ăn phải nói. Hạt sữa trâu của chúng ta mặc dù là nhìn rất là cứng nhưng mà ăn rất là mềm và có vị của dưa hấu cực kỳ ngon luôn các em. Chị sẽ hút với nước nhé. Nước ngon lắm chị. Nước rất là ngọt. Và các em ơi, các em có biết một điều kỳ diệu hay như này không? Khi mà chúng ta uống trà sữa ở ngoài sẽ không có, bởi vì chúng ta làm bằng vỏ dưa hấu. Vì vậy mà sữa của chúng ta sẽ được bám vào cái có cái mùi của dưa hấu rất là thích luôn. Đúng là trà sữa chân trâu dưa hấu đó. Lại còn chân trâu dưa hấu khủng rồ. Xua chị với em thử cầm một hạt lên xem, cắn xem ai là người cắn được hết hạt to này. Đây, chị cắn hạt này. Đấy, em ăn hạt đấy đi. Nào, 1, 2. Ok luôn. Bạn Du của chúng ta cắn hết được. Chị và bạn Du sẽ không bao giờ ăn hết được cả cái cục chân trâu, cái quả hạt chân trâu đâu em. Bởi vì to kinh khủng luôn. Ngon thế, ngon nhờ. Thế nào, ngon không, ngon không? Nào, uống nước này. Ôi, chị thấy nước này ngon, không ngọt vừa phải đúng không? Ngọt vừa phải. Wow. Đã quá. Đã quá. Các em ơi, mùa hè trời nóng mà chúng ta có một hạt chân trâu to như thế này để mà ăn thì chị nghĩ là xuất sắc luôn. Chị sẽ ăn quả này nhá. Trời ơi, nhờ chị có ăn được hết nướng này không nhờ? Ôi, nướng này như cái thuyền luôn. Và trên, bên trong còn có nước này các em này. Em đã. Hai chị em mình sẽ ăn cái này. Đâu, cái này là của Su này. Su với cá nó phát đây. Và cái này là của chị này. Hai chị em mình sẽ giải quyết hết hàng này nhá. Cho các bạn thèm mà chảy nước miếng luôn. À. 1 2. Các em thấy không, chị với bạn Su mặc dù cũng khá là lớn rồi nhưng hai chị em ăn một cái quả như thế này mà khá là vất vả luôn đấy các em. Ăn mãi về hết được ấy. Nhưng các em ơi, mùa hè ở nhà rảnh rỗi mình có thể rủ mẹ làm cùng hoặc chị gái làm cùng. Những hạt chân trâu như này rất là đáng yêu, các em nhìn thấy không nhá. Nhưng mà chúng ta hãy mua một chiếc khuôn như thế này thì chúng ta sẽ làm được những hạt chân trâu. Còn nếu không thì chị nghĩ là mình làm hạt chân trâu vuông đi. Các em cắt những hạt vuông nhưng mà chúng mình để to như thế này ăn cảm giác sẽ thích hơn những hạt chân trâu nhỏ đấy. Các em hãy cùng làm chân trâu với chị nhé. Đảm bảo là ngon tuyệt vời luôn, đúng không Su?
Dù của chúng ta ăn no quá rồi này, mới ăn có bao nhiêu nhỉ? Một hạt rưỡi thôi đúng không? Vâng. Một hạt rưỡi thôi mà đã ngồi gọi là ngắc rồi đấy các em. Sáng nay em ăn một bát mì thôi mà. À đúng rồi, quên mất. Sáng nay bạn Su của chúng ta ăn một bát mì, một hộp sữa và một chiếc bánh trúc vai. Chính vì vậy bây giờ bọn em đã no quá rồi. Nào chúng ta cùng nhau chào các bạn đi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn hãy xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và hãy làm món trà sữa trân châu dưa hấu khổ ngộ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.